Xin chào tất cả các bạn. Giờ chúng ta sẽ nghiên cứu con CD5E. Con này thì khá giống với cái con Nokia 710 các bạn. Đây. Trong hộp nó có gì? Một quyển sách hướng dẫn. Cái gì đây? Không biết cái gì luôn nha anh em. Không biết cái gì, tôi kể nó. Một em điện thoại. Isha. Có cái linh kiện có gì nào. Úi trời. Đây cái cục sạc này. Chú, cục sạc to chà ba lửa luôn. Cục sạc đây là cái cục sạc mà mình thấy to nhất và nặng nhất của dòng điện thoại các bạn. Đúng là ông Sony thiệt chứ. Adapter 230V 50Hz. Dòng ra 5V Magentina. To chà ba lửa luôn anh em. Tại hộp riêng nữa mới chịu chứ. Nào. Em vô đây. Rồi, xem điện thoại nào. Một em quá là đẹp, xuất sắc. Hai, em tắt phim gọi menu dual bên tầng của hai sim mà trời. Orange cái nút này. Nút này làm gì? À, cái này là cái hình thôi. Chứ không có dặn được. Dặn là cái nút đen cái bên này. À. À, ở dưới có CD50E. À, cái đây là giống như chuyển đổi người gọi nè các bạn. Giống như hai sim mà trời. Để coi thêm mấy sim nha. Rất là đẹp nha anh em. Hàng cho anh em sưu tầm. Hàng này thuộc dạng quý hiếm nè các bạn. Rồi. Chùa, viên pin nó tích hợp trong đây luôn. Viên pin tích hợp trong cái nắp luôn. Viên pin này Fran. Viên pin nó có dấu dán keo rồi đây. Một sim, hai sim đây. Một sim. Ủa hình như hai giống hai sim ta, một sim. Một sim friend ba đang quay phim rất là độc lạ luôn, một con điện thoại rất là độc lạ để cho anh em sưu tầm. Đấy, anh em nào có nhu cầu sưu tầm những cái mẫu điện thoại cổ độc lạ mà nguyên hộp đầy đủ phụ kiện đó, thì anh em có thể liên hệ mình nha. Mình đang có một số mẫu điện thoại có thể là anh em thích đó, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng, những anh em ở khu vực Sài Gòn chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua, ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Mọi thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo số điện thoại trên màn hình giúp mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Anh em đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng điện xe cấp nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn.